xe đạp điện dành cho học sinh phiên bản gấu râu chính hãng đã có mặt tại Việt Nam. Gọi em là gấu râu vì nhìn đâu cũng thấy sự dễ thương. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Xe Điện Việt Thanh. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu bộ sưu tập gấu râu của các xe điện nhà Yadi. Các mẫu xe thì sẽ phù hợp với bạn như thế nào? Chúng ta hãy cùng theo dõi video này nha. Với những bạn là học sinh từ cấp 1, cấp 2 thì các bạn có thể đi mẫu xe đạp điện Yadi i8 này nha. Yadi i8 sẽ có bàn đạp xe hai bên và vận tốc tối đa chỉ khoảng 35 cây số 1 giờ. Thế nên các bạn nào mà có chiều cao khiêm tốn hoặc là những bạn nhỏ tuổi thì vẫn có thể đi xe này bình thường. Mẫu xe này một lần sạc đầy sẽ đi được khoảng 50 cây trong một lần sạc. Bạn nào nhà gần thì đi một tuần mới phải sạc một lần nha. Mẫu xe này thì phù hợp với các bạn có chiều cao từ khoảng 1m30 trở lên, bởi vì cái phần yên cực kỳ thấp nha. Và đặc biệt yên xe cực kỳ êm nha. Thế nên khi mà đi trên đường gặp ổ gà hoặc là đường gồ ghề thì các bạn cứ thoải mái đi mà không sợ bị đau lưng hoặc là cảm thấy bị rung tay nhiều đâu nhé. Bên cạnh sự nhỏ gọn và tinh tế của mẫu xe đạp điện Yadi i8 thì mẫu xe này còn có thiết kế yên 2 tầng, tức là khi chúng ta chở thêm một em bé mầm non hoặc là tiểu học có dáng người nhỏ gọn nữa thì rất là yên tâm nha và ngồi thoải mái luôn. Phần cho ngồi người phía trước và phía sau đều có phần gác để chân, thế nên là các bạn sẽ không bị cảm thấy mỏi khi mà chúng ta đi trên đường. Mẫu xe này sử dụng phanh cơ bánh trước và bánh sau, thế nên các bạn đi trong ngưỡng vận tốc khoảng 30-32 cây đổ lại thì phần phanh như thế là đã là ok rồi nha. Mẫu xe này sẽ sử dụng thẻ từ NFC thông minh, tức là các bạn chỉ cần cầm thẻ này quẹt lên màn hình là có thể khởi động hoặc là tắt xe rồi. Và mẫu xe này sẽ tích hợp khả năng chống trộm rất yên tâm. Khi mà chúng ta có ai dắt xe đi thì xe sẽ khóa cứng bánh xe và phát ra âm cảnh báo như thế này, và các bạn sẽ đảm bảo được chiếc xe của mình luôn được bảo vệ chu đáo nhé. Mẫu xe đạp điện nhỏ gọn Yadi i8 này thì đang có giá bán là 14.990.000 đồng. Nhưng bạn nào thích màu thường hoặc là các tông màu khác thì mẫu xe này chỉ còn 13.990.000 mà thôi. Tức là các phiên bản sẽ chênh giá nhau 1 triệu. Bản gấu râu sẽ đắt hơn so với bản phiên bản màu thường nhé các bạn.